đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Châu Tấn và Vương Nhất Bác tái hợp lần 2 trong dự án phim điện ảnh Vô Danh. Vương Nhất Bác bị mỉa mai khi đóng phim với Châu Tấn, đứng cạnh khác nào kẻ vô danh. Thông tin chính thức về dự án phim điện ảnh mang tên Vô Danh sẽ có sự góp mặt của nữ diễn viên đình đám Châu Tấn và sao nam được vô cùng yêu thích Vương Nhất Bác. Cả hai đã từng hợp tác trong phim ngắn Khúc Hát của Hoa, nên không mấy bất ngờ khi tin tức đóng chung phim này lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên của cư dân mạng. Trước mắt, dự án phim điện ảnh Vô Danh sẽ do Châu Tấn đảm nhận vai nữ chính cùng với sự tham gia của các diễn viên Lương Triều Vĩ, Vương Nhất Bác, Vương Triều Quân, một dàn diễn viên được ví von như thần tiên, hứa hẹn sẽ khuấy đảo màn ảnh rộng khi ra mắt khán giả. Thời gian công chiếu dự kiến của bộ phim có thể sẽ vào dịp cuối năm 2022. Vô Danh là tựa phim điện ảnh khai thác đề tài điệp chiến do đạo diễn Trình Nhĩ chỉ đạo và chấp bút kịch bản. Phim tập trung thể hiện cuộc chiến bí mật đầy sóng gió của những chiến sĩ ẩn danh và nhân viên tình báo. Bộ phim được cho là phần thứ 3 trong loạt phim Trung Quốc thắng lợi tam bộ khúc. Đây cũng là bộ phim đánh dấu lần thứ 3 Châu Tấn kết hợp với nam tài tử Lương Triều Vĩ. Trước đó, trong tựa phim ngắn Khúc Hát của Hoa của Vogue Film, Vương Nhất Bác đã vào vai một chàng trai pha chế lãng tử tại một quán rượu, trong khi chị Đại Châu Tấn là cô ca sĩ quyến rũ và sâu sắc sở hữu giọng ca mê hoặc lòng người. Màu sắc phim đậm chất điện ảnh Pháp cùng với không gian mờ ảo trong quán rượu, tiếng hát ngọt ngào trong veo của cô ca sĩ cất lên, tất cả tạo nên một không gian trữ tình khiến người xem mê đắm, và hơn hết là phần đối diễn ăn ý giữa Châu Tấn và Vương Nhất Bác đã hoàn toàn chinh phục khán giả. Sự nổi tiếng của Vương Nhất Bác và Châu Tấn là điều không thể bàn, thế nên người hâm mộ không khỏi phấn khích trước thông tin hợp tác trên. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít netizen mỉa mai, nhất là Trình của Vương Nhất Bác không xứng khi đứng cạnh đàn chị Châu Tấn. Một số bình luận của dân mạng: hai chị em hợp tác lần trước khá ăn ý, mỗi tội ngắn quá, hóng lần này quá luôn, mong chờ phản ứng hóa học, lần hợp tác trong Vogue phim tình bể bình lắm luôn, rất mong chờ sự kết hợp của hai chị em trong điện ảnh Vô Danh, tên phim hay quá. Đúng là đứng cạnh Châu Tấn, Vương Nhất Bác chỉ là một thằng vô danh, hy vọng Vương Nhất Bác ngày càng tiến bộ khi hợp tác cùng những tiền bối như này.